Vâng, để tiếp nối chương trình văn nghệ cho buổi tối ngày hôm nay, lời đầu tiên chúng tôi được gửi tới các thầy cùng các quý Phật tử cùng bà con cô bác một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, sau đây thì nhân ngày lễ kính lễ Phật đản, tôi xin gửi tới các thầy và các quý Phật tử cùng bà con cô bác đó là bài hát Thầy Tôi. Mời quý vị cùng nghe. Hãy đến chung lo Phật sự còn khuyên.